Vâng, chào các bác. Vâng. Chào các bác ạ. Vâng. Chào chú ạ. Chào anh. Đây. Bác đang tạo tác cái gì đấy ạ? Cái xi. Ô, cẩn thận con. Cái xi này vừa xong đây. Wow. Vừa làm xong chiếc này đây. Nghệ nhân đang tạo tác cái gì? Cái này là cái gì hả bác? Đây là cái hòn này ạ. Đá chấm thủy. À nhưng mà sao cháu thấy nó lại cứ chấm thủy, chú phủ cho một lớp xi măng vào để cho nó một lớp xi măng vào để cho nó chai cái mặt đấy. À vâng. Không có nó cứ bở đây này, không có nó cứ bở đây này là nó sống này. Dạ vâng. Đấy, thì cháu lại học thêm một cái kinh nghiệm nữa. cây xi đẹp quá bạn. Có ra xem tận mắt cây đa này lá bảo lần trước đẹp ạ. Đấy. Úi dồi ôi. Cây đa. Trời đất rồi anh em ơi. Đấy. Là tí. Nhưng mà khoan lá đã em thấy cái cốt đẹp quá. Tức là đã được xem trên điện thoại và tivi rất là nhiều rồi đúng không? Vâng. Nhưng hôm nay tận mắt. Chiêm ngưỡng em con tác phẩm đa cho con đi trải nghiệm. Sơ vào cái đa rồi. Gốc nó chảy cuộn luôn. Cụ đa là cái tí luôn. Đẹp quá ạ. Tôi sẽ đi một vòng mới được. Lá tận này đẹp. Tiêm chủ hồ. Nhìn rất chênh vênh. Wow. Từ hôm ta trông kiểu cốc điêu hòa đấy. Đẹp quá bác. Đất Nhật cả bể luôn. Đấy, đất Nhật rất quen thuộc. Đấy nhá, các anh phải trồng phải cho cốc điều hòa mà thì các bạn tôi giới thiệu cho tôi dạy các anh trồng cốc điều hòa quả lan ấy, cho dạ, vào đây này. Cốc điều hòa ấy. Cốc điều hòa. Vâng. Cây cực kỳ tốt luôn. Chú vâng. Ấy là người nghĩ ra bảo là làm điều hòa phát cây mà nào, cây khí nó đưa lên. Vâng, khí đưa lên. Khí nó đưa lên nó tuôn khí nó. Tức là nước nó xuống thì là khí nó lên. Nước nó xuống thì nó đọng bộ vào trong cốc. Vâng. Xong rồi đọng có đường khí nó đưa hơi nước lên. À. Khi mình tưới thì nước có đọng ở đấy. Vâng. Thực ra ngày trước cháu cũng hiểu được nguyên lý là vì sao mà trồng bằng những cái đất kiểu như này thì nó tốt là bởi vì là cái mình dầu oxy thì không khí nó cũng vào được đấy, cây dễ cây nó thở tốt làm nhưng mà cháu cũng chưa nghe đến cái đấy, nó quặp hết rồi, cốc ôm này nó mới đẹp như nhìn này. Vâng. Nó phải quặp hết dễ nó quặp, nó không bị lỏng lẻo tí nào. Hay thật, công đấy mà. Ôm thế này gọi là ôm này chứ không phải là ôm vớ ôm bẩn, ôm phải bố giấy thép ôm chặt sụn. Ôi cái xi ạ. Cái xi quấn vào đây mà trông như nó luôn. Trông như là con nó luôn. Tí nữa các anh vào xem mà tôi cho các anh xem lấy cái cốc đó cho các anh xem. Vâng. Cốc mà người ta bán ở chợ của cái phụ kiện của bọn Lan đấy. Dạ vâng. Hay quá. Đấy là một cái gọi là quá. Hay quá. Nên là ví dụ như cái đấy là chắc là công nghệ của Israel đấy. Israel. Thằng cháu ta nó trách châu này không làm cây tốt vào đá đẹp. Thằng cây tốt. Anh là kỹ thuật, tức là mình nói để tạo tác được bonsai giờ là bonsai thuần thục thì ai cũng làm được. Làm những cái bài đơn giản đấy, làm như vấn đề giờ cái bài nó khó chịu. Chú là người coi như là chữa cây, làm cây vào đá, nói chung là chú là một người rất là làm đà lằng làm. Đấy, có làm nói đây là một nghệ nhân của chú Phúc thực ra đây. Cây này là đấy, cây này là năm 2006 là Festival Huế. Vâng. Là được giải đồng. Festival đúng, thành, đúng, 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 đúng đúng ra là cây này là giải bạc. Nhưng mà mình đem đi hai cây chẳng nhẽ là đồng với bạc thì mình chiếm hết. Mình phải nhường cho gia chủ. Không, đây mình nói nguyên văn đúng chú Châu. Cháu là nói đây là mình không phải là nói ấy mà thế là cây này mới chấp nhận là giải nhất mới giải ba là đi ra Hà Nội. Vâng. Đúng ra là cây này là còn là giải bạc luôn. Đại nhất là gì là đem về cái con đa này thì là quá giống bố cục cục quá đẹp luôn. Xanh chi thì nó nhiều nhưng con đa này thì đa nó đúng rồi. Hiện giờ chưa thấy xuất hiện một cây nào ngang đỉnh đá cũng ngang với cây này cả. Huy ạ. Vâng. Hiện giờ nếu nói về đa là thấy mới có một cây này xuất hiện là như này đẳng cấp. Ừ. Thực sự còn đâu là để nói xanh si thì nhiều. Vâng. Xanh thì vô kể không hết. Đúng, nhưng mà đa không... bây giờ là hiện giờ thấy có đúng một cây. Nhìn chưa còn đâu ở đâu thì không biết. Nghĩ là si. Nó xanh nhưng không ta mà lá như này thì dễ dã man thực sự luôn đấy. Quá đẹp luôn. Cây cảnh rất quý. Đây còn hai tác phẩm xanh kỳ lân này.
hai tác phẩm xanh kỳ lân nhìn này. Vâng. Đúng như con kỳ lân luôn. Vâng. Chú tạo tác là. Em nhìn đúng như con kỳ lân. Đúng. Để em quay kỹ cho anh tí. Vâng. Đúng như con kỳ lân chân biết đấy. Chân xoại này, đuôi nhá, đuôi đây nhá, làm vâng. Còn cả đuôi luôn. Đuôi luôn. Đây. Ờ. Đầu đây. Vâng. Đấy. Dân quốc kìa. Đấy. Đúng là kỳ lân thật. Hôm móng huyết này. Hôm dẫn đại sang bảo là em cái gốc này kỳ dị lắm. Vâng. Đại sang bảo em không thích xanh gì mà hai cây của chú Châu. Mề đúng rồi. Chỉ có mề có tiền bốc. Thằng con kia đấy. À ngày nó không thích cái rồi mà về mà này đi đường dùng cảm. Dùng cảm luôn. Cháu không đấy, thích xanh xi nhưng mà như thế này. Con nhỏ đấy. Đấy. Con nhỏ được một đôi. Được rồi. Đây nhá, tí tôi cho anh xem cái, từ lúc tôi gọt cây này ra vâng. Thành như này từ 15 năm trước nhá. Vâng. Đấy. Đấy nó phải thời gian nó sấn. Đây là cây biến này, luôn. Cây này là đến giờ này là 14 năm đây, từ vâng. Nghìn năm Thăng Long đây. Vâng. Xong okay. Lân ạ, à. Con này cũng là lân đúng không? Con này lân bé. Lân bé. Con này là con trước, con này 35 cơ. Thế ạ, con bé lại con trước. Nhưng mà đẹp ạ. Đẹp quá đẹp luôn. Không thể tưởng tượng đây là thân cây anh ạ. Xoắn này. Nhưng mà đấy, quận này chú đục là biến. Hay quá nhỉ. Nó không liệt 1 cm nào. Nó đục nặng hết luôn. Không liệt 1 cm nào. Kìa. Nặng hết luôn. Đẹp à? Quá đẹp. Không có gì để diễn tả nổi. Nhưng mà nói này, dáng làng ba vai vâng. Rất nhiều. Vâng. Nhưng mà dáng này nó mới là độc ai... độc kỳ lạ luôn. Siêu độc lạ. Lai mai rồi các anh bao giờ chơi sâu các anh mới thấy cái thứ đó. Những cái thứ các anh thấy hàng ngày nó nhàm chán ngay mà. Bư bảo mẹ đưa tiền đây để bê về. có bán nhà này không mua được cái này. Huy ơi, nó có đi kiếm chân không? Không ạ. Không kiếm chân à? Vâng. Thằng này y như thằng cháu như ta, nhưng thằng cháu ra nó còn kiếm chân. Đây là một cái chia sẻ rất thú vị của bác Châu. Đây là. Vâng. Cái cốc điều hòa này là cốc điều hòa, nó là phụ kiện của những người trồng, người ta trồng hoa lan. Vâng vâng. À, đây là khi mình tưới thì nước nó sẽ đọng vào đây. Dạ vâng. Đấy, sau đó là nó là, sẽ bốc hơi lên. Nó bốc hơi lên. Đây. Đây. À, thế là cứ để trong chậu, xong rồi mình để trong chậu. Đất. Than xỉ. Vâng. Đất biết gồm các loại giá thể. Cho vâng. Chung là vâng. Đất là cũng phải đất thoáng như mình. Nhưng mà không để đất. Nhưng mà lưu ý khi trồng nhá, ví dụ là cái chậu này. Ví dụ đây cái mặt bàn là cái chậu nhá. Vâng. Thì cái lỗ đi chậu ở đây này, cái lỗ thoát nước ấy. Vâng vâng. Thì mình để một cái vào đây. Vâng. Xong A B C D để bao nhiêu cái tùy. Vâng. Sau đó là lấy cái cắt một phần nó ra, đưa cái ống nhựa 21 nối từ cái A cái B, cái C, cái D, cái D thì cái sang. Vâng. Gọi là mạch nối tiếp đường ống nước ấy. À. 21 đấy. Vâng. Nói đi cho dễ hiểu là mạch nối tiếp đấy. Thế là khí nó sẽ vào đây là nó dẫn sang cái này. À. Nó đưa lên. Hay quá nhỉ. Lắm. Đấy, cái này đúng là nó phải chứ cứ đâu là các anh nha, chứ lâu ngày mà mình để ở đây ấy thì là đất nó xuống đây thì là nó biết nó sẽ không có khí đưa lên. Vâng. Hoặc là chỉ có một cái thôi. Vâng. Nhưng khi mình lấy khí ở A B C dưới đây mình đưa vào các hai cái thì là trong nhau nó đưa lên. Vâng. Cây cực kỳ khỏe. Vâng. Khoáng rễ lớn âm ầm luôn. Vâng. Đấy, cái quan trọng nhất là cái bộ rễ đấy. Lớn sạch sẽ, lớn âm ầm luôn. Hiện giờ Nhật Bản chưa có cách trồng đấy. Cái này là quả, cái trồng kiểu này là trồng của ít xe. Nghệ nhân của Nhật Bản với Trung Quốc sang Việt Nam cũng thấy bảo là cây rồng cốc điều hòa thế là trồng vì khí của Việt Nam là mùa hè nó nóng nó phải cần điều hòa hết. Cây cần điều hòa. Thằng cháu tôi nó check ra nó bảo cái này là quả công nghệ của ít xe mà. Vâng. Cái kiểu này là quả bao nhiêu xe. Ông tưới cây nhá, một tuần xong bắt đầu là cái loại này nó có những cái size nhỏ hơn không? Có. Cái này là cái 15 này, nó có loại 20 này, là nó có loại 10. Cây to thì gốc to, cây nhỏ thì gốc nhỏ. Thế thì quá hay. Hoặc là anh cứ nắm bắt được cái nguyên lý này, vâng. Chế ống nhựa ra. Vâng. Nắm bắt cái nguyên lý của nó, rất quan phải được khí dụng nhá. Nhất định là cháu sẽ phải thử theo cái cách này. Nhưng hay mà phải làm cái to to tí. Phải có ống gì ở trên để nối này lên trên hả? Không cần. Tự nó bốc hơi. Vâng. À. Hay lắm. Khí mà hơi bao giờ là chảo bốc lên, bốc lên thì nó đưa hơi nước lên. Vâng. Rất cần rất nhiều khí. Con người còn cần khí nữa mà. Không có khí làm sao mà thở được. Cái này là vấn đề là cung cấp vừa oxy vừa mà như thế này hơi này. Nước. Đất nó sẽ thoáng mà sẽ không bao giờ bị chua. Vâng. Đất nó không bị thừa ẩm. Vâng. Nó điều hòa cho đất nó không bị ẩm quá. Vâng. Không và mình trồng đây đất ẩm. Ẩm đất ở dưới 1-2 năm sau biết lên bên. Càng tưới càng chết. Càng tưới nó càng bị chậm. Năm nay là anh lại thoáng lắm. Các anh cứ tưới lo lần trong một tuần sau anh không phải tưới. Vâng.
cây vẫn cứ vù hiệu quả mà. Nói chung là tôi bỏ ra thấy dễ ở dưới nó chạy xa lắm, sẽ yên tâm nó phát triển tốt. Cây quan trọng dễ ở dưới nhá, nó bé tí như kiểu là bằng cái tăm thôi mà nó chạy xa phải mấy chục phân đấy. Vâng. Nó chạy nhanh xa như đấy, cứ mình làm gì mà mình nuôi kiểu kia làm gì chạy xa. Vâng. Thế này mà các cây to này là quá ok, thì mỗi lần thay đất cây to khổ lắm. Đúng không? Tôi thay hai cây là chúng tôi mất 3 ngày thay cây to. Đấy. Mà mất nhiều sức lắm. 3 ngày. Nhợt mặt. Hai thầy trò nhợt mặt một cây đa kia, một cây đa kia bọn tôi mất coi như là khoảng gần 2 ngày. Đấy, cây kia thì dùng cách nào ạ? Cẩu lên. Có phải dùng cẩu lên. Đào bới nó ra, đào hết đất nó ra này. Bởi vì cái cây đấy đào đằng trước của anh ta thì cây nó vẫn đứng nguyên mà. Ở dưới chúng có cái trụ gạch rồi. Em sửa chiết chỉnh lại nó dễ, cắt sửa nó đi, sau đó là đưa cốc điều hòa vào, đưa than xỉ, đưa giá thể, đưa phân nhả chậm, đưa phân lợn vào, lớn tốc độ luôn. Rồi, nó không phải đơn giản. Tức là muốn tạo tác một cái cây gì đấy trước hết thì phải có nguyên liệu, mà có muốn có nguyên liệu thì cây nó phải tốt. Đúng. Đấy, đúng dễ rồi. Là phải khỏe thì nó mới tạo tác được chứ. Không khỏe ông động nó là lăn ra là chết. Lăn ra là chết ngay. Đây này, cây thì chả có dễ đâu, bắt cắt cụt đi rồi. Phơi mấy ngày rồi mới trồng cái này. Đấy. Chứ cứ vội mà cứ trồng ngay rồi là chết. Trồng ngay là bỏ, không chết phải bỏ chi. Đúng ngay. Đấy, đúng ngay. Nguyên lý của bọn cái cây nhiều nhựa là như thế. Nhiều nhựa anh em phải cho nó khô nhựa đã. Khô bớt đi ạ. Khi nào khi mà anh em mình nó có đói thì khi anh em mình bón vào. Đúng không ạ? Bón vào nó hút mạnh thì nó mới giữ được ở lâu ở trong. Và cây nó sẽ bật rất kinh. Chỉ có đang đánh ở dưới đất mà cho lên trên. Đó là chia sẻ rất hay của Bác Châu về kinh nghiệm mà để tạo tác cây. Thì ngày hôm nay thì Phi Dung Sai đến đây chỉ để quay những tác phẩm đó thôi, còn những tác phẩm khác thì để lại sau. Vâng, bây giờ thì xin chào hẹn lại nhá.